Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giảm bớt căng thẳng và mở rộng vòng sống, nhiều bạn trẻ đang dành thời gian rảnh của mình để trải nghiệm các hoạt động như là cắm hoa, thêu hay là đan móc, tùy theo sở thích tại các workshop thủ công. Ngay sau đây, mời quý khán giả cùng đến với phần mở đầu của một bình minh năng động hôm nay để khám phá làn gió mới này tại một workshop thủ công tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cứ đến cuối tuần, không gian xinh xắn của mỗi ngày chấm homespace lại rộn ràng với các workshop thủ công. Workshop được biết đến như một buổi học ngắn, nơi người hướng dẫn chia sẻ kiến thức, kỹ năng mới về một lĩnh vực và giúp người tham gia ứng dụng những gì đã học để hoàn thành sản phẩm của mình. Mình tổ chức về các workshop về thêu và tạo ra những sản phẩm liên quan tới thêu. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về các mũi thêu cơ bản và ứng dụng các mũi thêu đó để tạo ra những cái sản phẩm cụ thể như là túi thơm này hoặc là kẹp cài tóc. Rồi tất cả mọi người đều có thể tham dự workshop của mình. Các bạn không cần phải biết về cái kiến thức trước khi tham gia workshop. Hôm nay là cuối tuần á, mình cũng rảnh, mình muốn thử một cái gì đó mới hơn. Một cái công việc mà mình chưa bao giờ làm trước đây á, thay vì đi cà phê như bình thường, mình không có cái gì động lại hết. Còn khi mà tham gia workshop này thì mình sẽ học thêm được kinh nghiệm, nó sẽ đi theo mình dài dài hơn. Trong tháng 8 này, tại mỗi ngày homestay mình có các nội dung workshop như là về hoa, về mốt len, về thêu và về làm bullet journal. Khởi đầu của mỗi ngày là tiệm hoa với lại là bán đồ gốm. Nhưng mà sau đó thì mình nhận được một cái lời mời tham gia workshop từ một cái bạn trẻ. Xong rồi mình mới đem những cái nội dung này đi đến các quán cà phê. Và cuối cùng thì mình quay lại mình chọn để mang nội dung workshop ở tại tiệm hoa của mỗi ngày. Cái việc mà mình mong muốn nhất đó là tạo ra được một cái sân chơi vừa có tính giải trí, vừa mang lại sự thoải mái, cũng như là hướng cho mấy bạn có cái sự sáng tạo và quay về bên trong những cái lúc mà mình làm cái workshop đó. Thưa quý khán giả, sản phẩm từ các workshop thủ công chắc chắn sẽ không thể nào hoàn hảo, nhưng lại mang đậm những dấu ấn cá nhân độc đáo. Việc tham dự các workshop còn là một trải nghiệm thú vị, giúp các bạn trẻ khám phá bản thân và đôi khi là những sở trường hay là sở thích mới.